khi mà đặt tay sờ ở đây hay sờ những chỗ cần số ấy này, cảm giác cái da thật ấy nó mịn, nó mượt. Mình hay nói đùa đó là giống như da của các cô em gái 18 tuổi. Tại sao gọi là 18? Bởi vì tất cả con bò ở đây là đều là bò tơ. Đấy, bò tơ nên cái da nó không nhăn nheo. Giới thiệu với anh em một chiếc xe hơn 1 tỷ nhưng mà gói độ gần đến nửa tỷ anh em ạ. Và đây là chiếc xe độ cái gói limousine. Có thể nói là một cái gói mà chỉ dành cho những anh em trước đấy đã đi những chiếc xe Maybach hoặc là đã từng thưởng thức những cái bộ ghế MBS ở trên xe này. Đây cho cả nhà xem này. Thật sự đây là một cái bộ ghế nó dành cho những cái người thường xuyên đi lại, những cái người mà thường xuyên di chuyển trên những cung đường dài mà muốn được là ngồi trên xe được nghỉ ngơi. Thì đây cả nhà nhìn nhá. Ở đây thì mình sẽ chuyển được cái ghế nó lùi ra sau này. Đó, nó ngửa ra sau. Và chúng ta có thể nâng cái bệ này lên. Đây, thành một cái giường nằm. Đấy. Có thể là cái ghế bên này ấy, thì mình sẽ đẩy cái ghế lên. Nếu như mà chúng ta có cái ghế bên này đây anh em, chúng ta sẽ đẩy lên như này. Đó. Và cái vị trí này là phó chủ tịch thôi. Ghế bên này mới là ghế chủ tịch. Đây các bạn nhìn này. Mình ngửa hẳn ra sau. Đây mạnh có thể quay vào đây cho anh em này. Đó. Rất là sướng luôn. Ở đây ý, thì cái ghế này nó hay ở cái chỗ là nó có cả massage, nó có cả thổi hơi, nó có cả đấm lưng. Đấy. Nên trong quá trình chúng ta ngồi ý, thì thật sự rất là thư giãn. Đấy. Và cái điều mà những cái chiếc xe tiền tỷ không có, đó là toàn bộ cái ghế sau này có cái thổi hơi này. Các bạn nhìn thấy những cái lỗ li ti đây không? Tất cả ở đây nó sẽ là thổi hơi. Đó, và nó có được cái trám hình theo kiểu dập lỗ lập trình này, nó rất là đẹp. Thật sự tạo nên một cái không gian rất đẹp. Nhưng mà cái ghế rất là công thái học. Đây các bạn nhìn này, có ba cái nút ở đây. Ở đây là quạt gió này, chúng ta có thể chia thành mấy nấc. Đấy, rất là mát luôn. Và ở đây là đấm lưng này. Đó. Ngồi như này thì mình khẳng định với anh em là các bạn đi nhiều, các bạn ngồi nhiều sẽ không bao giờ mỏi mệt. Và mỗi lần chúng ta đi công tác lại thêm một lần chúng ta được trải nghiệm cái chiếc xe yêu quý đó. Ở đây nữa thì nó có rất nhiều cái công nghệ nữa, ngoài là cái đôi ghế gọi là công thái học này đây. Thì toàn bộ ở đây này có led đuổi này, rất là đẹp. Và ở đây nó có một cái két sắt mở mật mã bằng vân tay của chủ nhân. Chỉ có ngón tay của chủ nhân thì mới mở được cái này. Đó. Ở đây là cái sạc để đặt điện thoại. Còn ở đây là cái núm để mà tăng cái quạt gió điều hòa của xe. Và ở đây thì cũng thiết kế kiểu trần sao băng sao rơi. Các cái chỉ lai này cũng như là cái ốp đen của viền piano rất là đẹp. Đó. Ở trên này nữa cái yên ngựa này rất là to luôn. Giúp cho chủ tịch, phó chủ tịch có thể nắm tay nhau các thứ các kiểu. Đó. Rất là đẹp luôn. Chưa kể là toàn bộ cái trần da ở đây, cột A, cột B, cột C đều được bọc da lộn Alcantara. Nên trông vào cái chiếc xe này nó có hai cái màu chủ đạo, đó là màu đen và màu vàng. Rất là đẹp luôn. Về cái phần thảm ấy thì các bạn nhìn này, cái thảm cũng đi vào cái màu vàng bò. Đấy, trông nó rất là tông xẹt tông, còn bên dưới nó là màu đen. Đó, cho cái tổng thể của chiếc xe này nó thật sự rất là đẹp. Giúp cho cái không gian khi mà chúng ta nhìn bất kỳ một chi tiết nào, chúng ta cũng thấy được cái sự khỏe khoắn của cái màu vàng. Về cái phần ghế giữa thì giới thiệu anh em rồi. Và cái phần ghế đằng trên này cũng thiết kế tổng thể giống như cái form ghế đằng dưới, trông rất là đẹp. Thậm chí ở đây nhá, là nguyên bản là không có da và bọc lại da hết toàn bộ. Đó, rất là đẹp luôn. Kể cả trên táp lô này, táp ly này. Ở trên táp ly thì cái phần này là chưa có da nhưng mà vẫn bọc được da. Và ở đây có thêm chữ Everest này. Đó, trông chiếc xe nó rất là sang trọng luôn. Còn ở cái ghế này ấy, thì chúng ta cũng có thể là tiến lùi này. Và cái điều đặc biệt ở đây có cái nút đây anh em. Đấy, bệ đỡ đùi. Dành cho chị em nào ngồi ở đây đấy, mà chân ngắn quá chúng ta thò cái đùi này ra. Rất là đẹp luôn.
Và tất cả những cái chi tiết da tiếp cận với thân người ngồi thì tất cả là da thật, da lê man 100%, da bò thật. Và đây là những con bò tơ, những con bò mà đang tuổi trưởng thành thì da của nó rất là mịn màng. Thậm chí là các bạn nhìn thấy này, ở đây chúng ta có cả cái phần nối cái yên ngựa, đấy cũng được bọc da luôn. Quả đấm số cũng như vậy. Và tất cả những chi tiết đen bóng ở trên xe thì đều được bọc màu đen của Piano. Thậm chí là cả cái bệ tì tay. Rất là đẹp luôn. Đây các bạn nhìn sang bên này nhá. Chúng ta sẽ có một cái bọc vô lăng cũng rất là xịn sò. Đó, bọc đen Piano kết hợp với cả da thật 100%. Ở đây thì nếu như mà cái còi nguyên bản của chiếc xe chỉ là còi thường thì ở đây còi cũng được bọc da. Đó, rất là đẹp luôn. Khi mà đặt tay sờ ở đây hay sờ những chỗ cần số ấy này, cảm giác cái da thật ấy nó mịn, nó mượt. Mình hay nói đùa đó là giống như da của các cô em gái 18 tuổi. Tại sao gọi là 18? Bởi vì tất cả con bò ở đây là đều là bò tơ. Đấy, bò tơ nên cái da nó không nhăn nheo. Da nó rất là êm, rất là gọi là cầm nắm rất là thích luôn. Và toàn bộ ở phần này các bạn nhìn thấy không? Trần da lộn rồi thì toàn bộ cái chỗ đặt kính này hay là đựng đèn ở đây thì cũng đều là được sơn màu vàng. Thậm chí là cái tấm chắn cửa, chắn nắng đấy, cũng được màu vàng và bọc da lộn. Cái loại da lộn này là da lộn cao cấp, không phải là da lộn như thông thường mọi người thường làm, đó là vuốt thì nó thành một chiều. Đây là loại da lộn đắt tiền hơn. Đó, đặc biệt là khi mà chúng ta cầm lái và chúng ta nhìn vào tổng thể cái chiếc xe này, trông nó rất là hài hòa và nó chỉ có hai màu chủ đạo, đó là màu vàng và màu đen, giúp cho cái không gian nội thất nó rất đơn giản nhưng mà rất là lịch lãm. Có thể nói là nếu như các bạn để mà có được bộ ghế đằng sau này, rồi bộ ghế to bản ôm sát như thế này, đấy, có thể tiến được lùi được cái ghế này, thì với những cái bộ này nó phải lên đến xe hơn chục tỷ. Và trong cái thời kỳ mà củi đang đun như này mà các sếp lại đi nhiều mẹc, bê lếch thì dễ bị xăm soi. Nhưng nếu đi chiếc xe này bên ngoài vẫn như bình thường, nhưng mà bên trong ấy thì thật sự mỗi lần bước lên, đối tác các bạn bước lên sẽ nhìn thấy được một cái tổng thể của chiếc xe này nó rất là sang trọng. Ở phần đằng sau cũng vô cùng quan trọng để mà giới thiệu cho mọi người này. Thì ở đây là bác chủ yêu cầu là phải giữ được hàng ghế thứ ba để thỉnh thoảng còn chở trẻ con. Vì là bác chủ có cả cái xe Maybach nên là cái bộ ghế thứ ba vẫn được giữ nguyên. Đấy, để thỉnh thoảng chở trẻ con. Đó, và cái ghế này là đã được lùi lại một chút. Và khi mà làm lùi lại như này thì chúng ta sẽ có một cái chỗ ngồi nó hơi chật hơn một chút. Ở đây thì cái cốp cũng như vậy. Đấy, cái cốp cũng được làm lại này. Đó, tuy nhiên nó chỉ còn khoảng 20 phân nữa thôi. Và ở đây toàn bộ những cái phần nhựa ở đằng sau, cái mặt trên của trần thì đều được làm màu vàng. Còn từ cái cốp này trở xuống bên dưới thì nó đều là màu đen. Đấy, để nó có được một cái tông màu nó rất là dễ nhìn. Các bạn nhìn tổng thể không? Toàn bộ những cái phần bên trên nó đều là màu vàng, và toàn bộ cái phần đất ở bên dưới nó là màu đen. Nói chung là một chiếc xe nếu mà anh em thường xuyên di chuyển thì nếu có thể các bạn nên đầu tư một cái bộ ghế MBS để giúp chúng ta ngồi sướng hơn, cũng như là khi mà đi vào tổng thể của chiếc xe này thì trông nó lịch lãm, lịch thiệp, và cảm thấy đâu đấy là chúng ta đi một chiếc xe này nó rất là hoàng gia, rất là đẳng cấp. Đó, nên là nếu mà anh em có nhu cầu từ 300 đến 500 triệu tùy loại nhá, vì ở đây là thiết kế bằng da thật 100% nên mức giá nó khoảng tầm 400 triệu. Đấy, thì nếu như mà anh em có tầm ít hơn thì chúng ta có thể chọn da Napa thường thôi, thì mức giá nó sẽ giảm hơn một chút. Nhưng nếu mà có một đôi ghế chủ tịch này thôi thì cũng thật sự là đẳng cấp. Mỗi lần bạn lên xe, mỗi lần bạn chở đối tác thì đối tác sẽ cực kỳ là hâm mộ bạn. Đó, thì nếu mà anh em có nhu cầu làm bộ ghế da Lavo này này, rất là cao cấp này này, thì có thể liên hệ cho Trung Auto, hoặc là bạn có thể làm thảm sàn hoặc sơn lại toàn bộ những cái chi tiết này để trông chiếc xe nó tông xoẹt tông hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại.